Rồi, mấy chào tất cả quý cô chú chị các bạn nhé. Chiều nay bây giờ là khoảng 17 giờ nhé. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Vườn Lài. Hôm nay đi qua đây đi mua dồi sụn về ăn này. Quay chia sẻ với quý vị cái xe dồi sụn rất là hot ở trên con đường Vườn Lài nhé. Cái xe dồi sụn này Kiên đã ăn một lần rồi và rất là ngon. Hôm nay thì Kiên qua đây đi mua và thấy là khách đang rất là đông nha quý vị. Và anh thì đang nướng dồi sụn này. Đây, anh đang nướng này. Chào anh, lâu lắm rồi mới qua đây đi mua. Có anh bán lại được mấy ngày rồi? Bán lại được 4 ngày rồi. 4 ngày rồi à? Có 12 này, có 12. Giá như nào anh nhỉ? 200 ngàn một ký. À, vẫn như ngày xưa hả? Vâng, bán vẫn cái giá 200 ngàn một ký nha quý vị. Đây nhìn anh nướng này, thơm quá trời luôn. Hôm nay mình bán từ mấy giờ anh? Bán từ 4 giờ. 4 giờ bắt đầu bán rồi. Đấy, cái này nó đã chín sẵn rồi quý vị. Anh chỉ đem ra nướng lại cho nó nóng lên rồi, nóng và nó thơm lên rồi. Tất cả là đã được chín hết rồi. Họ nhìn rất là thơm, mà đứng ở đây rất là thơm luôn. Đấy, khách đang đợi. Lát nữa mình sẽ mua 100 ngàn, 100 ngàn là 5 lạng nha quý vị. Ở đây là có anh nướng này, có thằng em nó cắt, chị gái thu tiền. Có một bác bên trong là bác soạn rau nha, là 4 người bán. Rất là đông luôn. Trước khi giãn cách cho Kiên có ăn một lần nữa. Nay nghỉ anh mới bán lại được 4 ngày. Mình thèm cái món dồi sụn là mình qua đây mình mua ngay. Ở Sài Gòn thì cũng có rất là nhiều chỗ bán dồi sụn, nhưng mà mình ăn ở đây là mình thấy là ngon nhất này. Ở đây làm với số lượng rất là lớn luôn.
nghỉ mấy tháng không bán anh nhỉ? Ba tháng nghỉ mới 3 tháng. À, tháng mấy là nghỉ? Thơm quá trời. Đi riêng. Bên dưới là có rau, bên trên là dồi sụn, 20k một lạng. Đây, cái địa chỉ trên này là 166 Vườn Lài này. Cô làm rau này, bên này có đầy đủ rau thơm nhá quý vị, rau thơm ăn kèm với lại dồi sụn. Ở đây là quý vị có thể chấm mắm tôm hoặc chấm nước mắm, nếu mà quý vị nào mà không ăn được mắm tôm thì ăn nước mắm. Khách ngoài mua đợi khá là đông luôn. Đấy, anh lại chỉ làm nguyên một thùng này, thùng này đầy luôn đấy. Đây, kênh mua một phần này là 100.000 nhé, 5 lạng đem về nhà ăn. Nói chung anh chị làm bán nướng cái đầu là bán hết cái đó luôn nhá, rất là đông khách. Nướng không kịp bán luôn quý vị. Đây quý vị ơi, kênh đã mua về nhà đây nhá. Đây là một cái bịch rau, ở trong này thì có mắm tôm,
mắm tôm. Nếu mà ai không ăn được mắm tôm thì mình về nhà mình có thể là ăn nước mắm hoặc là tương ớt thì cũng được nhé. Đấy, đây là cái phần dồi sụn này, thì cũng phải đợi khoảng 15 phút thì mới có, nên mình mua 5 lạng nhé. 5 lạng thì là 100 ngàn đấy. Đấy quý vị thấy không, đang còn nóng hổi luôn nhé, mình ăn nóng thì nó mới ngon nha quý vị. Rồi mời cả nhà nhé. Đây là Kiên sẽ bỏ ra cái đĩa này mình ăn cho nó ngon. Đấy, để cái này là rau với lại nước mắm này, rau với lại mắm tôm, này là mắm tôm, ớt tắc luôn rồi này. Rau thì đây có rau, cái này là rau mơ rau mơ, rồi có thêm rau kinh giới này, rau kinh giới là rau kế tô đấy, có loại rau thơm nữa này. Đây quý vị, mình sẽ cho cái chấm này ra này. Mắm tôm này thì quán người ta đã pha sẵn rồi nha quý vị. Mắm tôm này ai mà không ăn được thì mình sẽ ăn nước mắm. Đây có ớt nhá, mình sẽ lấy cái quý vị ơi, mời quý vị nhé. Đây mình sẽ thử một miếng xem nào này. Cái này là nước chấm này. Chấm thì cần cho vai có vắt chanh với lại ớt ở đây này. Cái này là mắm tôm. Đây mình để đây. Đây mắm tôm quý vị. Đây mình thử một miếng này. Chấm nó lút lút xíu ăn nó ngon. Ăn nó giòn thơm. Cái này mình ăn thêm lá, ăn thêm dầu, nó dầu mơ rất là ngọt bùi, ngon quý vị ơi, rất là ngon. Đây cái thử thứ hai. Rồi mời quý vị nha. Nêm cuốn với lại lá rau mờ này. Quá ngon. Ăn nó thơm, cái sần sật nó giòn. Này là nhộn là ba trái quý vị. Tôi chả thấy đứa nào ăn cơm này, đợi nghe rồi mời cả nhà nhé.
cả nhà. Đây đừng có lấy cái đũa chọc quá. Cho mình cái mẻ. Ngon hả? Ngon. Ngon bún đậu. Ừ. Ăn bún nó ngon. Bún đậu hũ ngon ạ. Lâu lắm không mua đậu hũ về chiên. Thấy nhỉ? Ừ. Đi ăn thử món này á. Bố phi chi đó. Thật. Các bạn chờ đấy đó. Biết mà, lúc đó chị gọi là gì. Ăn nhầm năm gì. Chấm được cái này, món tôm này ngon này. Ngon. Ngon hơn nước mắm tôm mà bún đậu ấy. Anh nghe nghe kìa. Này lạ. Ngon lắm. Mưa thì phải bắt. Gió mưa. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.